sưu tập ngày hôm nay là quán quân The Next Way Y Hà. Xanh, hồng và tím đỏ, uyển chuyển rực rỡ.
sinh đâu. Kính thưa quý vị, xuất hiện trong bộ sưu tập lần này là siêu mẫu Minh Trung, Linh Chi, Hữu Lâm, Thanh Khoa, Long Lê, Mẫn Nhi.
trên sân khấu lúc này là sự xuất hiện của hai vị khách đặc biệt trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Tùng Vũ, Hoa hậu Lương Thùy Linh và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Thank you.
mẫu Hữu Long, Hoa hậu Thanh Khoa, siêu mẫu Long Lê, siêu mẫu Mẫn Nhi, Đăng Khánh, Cao Anh Thư, Trần Trung, Cẩm Tú, Tuấn Kiệt, Thúy Nguyễn, siêu mẫu Ngọc Đình, Lương Thủy Dương. Quán quân The Next Pay, Y Hạ, Thu Trúc, Hợp Vi Kita, Lâm Duy. Xin được trân trọng cảm ơn Hoa hậu Lương Thủy Linh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cùng chào đón nhà thiết kế Tùng Vũ cùng với Miss Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, và bé Annie.